đùng chiu, đùng đùng vàng vàng vàng. Chạy đâu mi, chạy đâu mi, đừng hòng nha, mà chạy thoát được nha, thì kẻ xấu kia mi không chạy được ta đâu, ta ngầm và ta bắn mi. Các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Nhân BB. Các bạn biết hôm nay Nhân sẽ chơi cái game gì không các bạn ơi? Nhân sẽ hóa thân thành một xạ thủ cầm súng bắn tỉa, đứng trên nóc nhà và ngắm những tên kẻ xấu ở đường phố như các bạn nha. Ồ, các bạn nghe thấy trận game này có hay không ạ? Cực kỳ hay luôn các bạn ơi. Rồi, ôi cái game này hay lắm. Nhân sẽ đi tiêu diệt tất cả những kẻ xấu đó nha các bạn nha. Rồi, nhưng mà để tiêu diệt những kẻ xấu đó chúng ta phải cần có một kỹ năng bắn súng ngắm, bắn ống nhòm cực kỳ tốt nha các bạn ơi. Trời ơi, Nhân đã rèn luyện kỹ rồi. Và bây giờ Nhân và các bạn sẽ cùng nhau đi tiêu diệt tất cả những tên kẻ xấu đó nha. Ok các bạn. Và các bạn nếu thấy cái video này của Nhân hay, hãy cho Nhân xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nhé. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tiêu diệt những kẻ xấu thôi nào. Ok các bạn ơi, đây chúng ta đang vào game này rồi đây các bạn ơi. Rồi đây, đây chính là anh thanh niên đấy, đây chính là nhân vật mà chúng ta phải hóa thân vào. Ấy, bộ quần áo đen, đi đôi giày màu lâu, tóc trắng, tay trắng, trên tay cầm một khẩu súng. Wow, súng bắn tỉa đây rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải ấy chỉnh cái tâm các bạn ơi. Chúng ta sẽ chỉnh cái tâm như thế này. Đấy, chúng ta sẽ bật lên tâm đây rồi. Mi cầm súng ạ. Đủ đủ, chạy chạy đi đâu, dám cầm súng đứng giữa đường. Bọn này không biết bọn nó định làm cướp cái gì đây các bạn. Các bọn nó đang định có một phi vụ cướp gì đó hay sao các bạn ơi. Ấy, tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi, ui ở đây có hai tên luôn này. Bây giờ không biết bọn chúng đang canh gác một cái gì đó các bạn ạ. Bây giờ Nhân phải ngắm và bắn bọn chúng cực nhanh nhá. Một tên nằm xuống, ui tiếng súng phát ra rồi. Tên này, ui tên này, ui giời ơi tên này bắn chúng ta này. Mi bắn làm sao mà chuẩn được, trên tay của ta đang cầm một cái súng bắn tỉa cơ mà, cực kỳ chuẩn xác luôn các bạn ơi. Trời ơi, Nhân quên chưa tắt mạng rồi. Thôi làm sao, tiếp tục nhá. Ui có hai thằng các bạn ơi, một tên đang ở trên cầu thang này, một tên đang ở trên cầu thang, một tên đang ở bên dưới các bạn nha. Ấy, bây giờ Nhân sẽ bắn ở tên ở trên cầu thang trước nha, ngắm trúng đầu luôn. Bùm, úi giời ơi, ôi thằng này nó phát hiện ra rồi, phát hiện, ui giời nó bắn trúng Nhân, Nhân một viên rồi. Này súng này chưa đủ sát thương để bắn hạ gục của Nhân đâu, Nhân lấp kỹ lắm rồi. Tiếp theo các bạn ơi, never tiếp theo. Ở đây có hai tên à. Ui chết rồi, nhầm, đây là một bác nha, bác đang làm việc cho. Ui tên này, ui hắn đe dọa bác ạ, đe dọa bác này. À, bác an tâm, đã có tôi lo rồi ấy. Những tên kẻ xấu ở đâu thì tôi sẽ bắn cục hết chúng ở đó các bạn nha. Các bạn nếu thấy cái video này của Nhân hay, hãy cho Nhân xin một like cũng như một lượt đăng ký ủng hộ Nhân BB nhé. Và đừng quên ấn một cái chuông thông báo nha, Nhân sẽ ra nhiều video hay hấp dẫn cho các bạn xem ạ. Ok rồi, tiếp theo các bạn ơi. Ui giời, ui lần này nó có tới 3 tên các bạn ơi. Ba tên này, ba một tên là xuống rồi, chết rồi, phải tiêu diệt bọn chúng cơ thật nhanh thôi. Ui hắn đã chạy, bọn chúng đang lấp vào gốc cây, lấp vào gốc cây này. Ui giời ôi, headshot luôn, trúng đầu luôn. Trời ơi, cái bọn người xấu này, súng của chúng ta là cây súng xịn sò các bạn ơi, súng mà bọn chúng là súng đèo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên, nâng cấp cái ống ngắm lên các bạn ơi. Đấy, ra phải nâng cấp lên cho mạnh hơn nha các bạn nha. Rồi tiếp theo, tiếp tục thôi. Bây giờ trên nóc nhà này có một tên. Ui giời ơi, ở đây không có à, chỉ có một tên thôi các bạn ơi. Ui ôi, chết rồi, trên này bắn nhầm. Đây rồi, trên nóc nhà này có một tên. Ơi, Nhân ấn nhầm và nút bắn. Ui giời ơi, con này lấp trên nóc nhà. Ui giời ơi, nó bắn trúng Nhân rồi. Bắn ghê vậy. Ôi trời ơi, hết đạn. Hết đạn này rồi, may quá mà nạp đạn nhanh các bạn ơi. Tại Nhân bắn hai quả mà bắn lên bầu trời, bắn chim các bạn ơi. Trời ơi, đâm đạn bị lộ vị trí, bị bọn chúng bắn lên một phát rồi. Tiếp theo nha, ở đây là một khu bán hàng nha, một tiệm bánh sinh nhật đúng không? Đúng là một tiệm bánh sinh nhật rồi. Ở đây là một bác nào đó đang đứng đây, chắc chuẩn bị đi mua bánh sinh nhật đây. Đây là tên kẻ xấu các bạn ơi. Hắn cầm một cái vali, Nhân phát hiện ra rồi. Vì trên mặt hắn còn đeo một cái mặt lạ nha các bạn ơi. Trời ơi, tên kẻ xấu này làm sao có thể thoát được đúng không các bạn? Đấy, cái bọn này, kẻ xấu này Nhân sẽ đi tiêu diệt hết luôn. Rồi, tiếp theo vẫn ở cái tiệm bánh đón nha các bạn nha.
Rồi, tiếp tục phải đi tiêu diệt bọn chúng tôi. Ui, hắn đang uy hiếp nạn nhân này. Hai tên này cầm một con dao à? Trời ơi, bọn mi dám uy hiếp này đấy. Uy hiếp này. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi bác ơi. Hắn cầm con dao, mi không chạy được đâu. Mi không thể nào chạy được đâu. Ta là người tốt và ta sẽ đi tiêu diệt các mi. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi. Tình hình bây giờ rất căng thẳng các bạn ơi. Bây giờ thì bọn chúng có cả dao lẫn cả súng cơ các bạn ơi. Tên này đang cầm súng này và hai tên này đang cầm dao. Mình sẽ tiêu diệt tên cầm súng trước nha các bạn nha. Đấy. Bắt người dân này. Bắt người dân chạy đi đâu? Hai mi chạy đi. Ôi chết rồi, sợ rồi các bạn ơi. Tiêu diệt tên ngoài xa trước, sau đó tiếp tục tiêu diệt một tên này các bạn ơi. Làm sao mà bọn mươi chạy đi được các bạn ơi. Đấy, quá hay luôn các bạn, thấy nhân chơi có đặc các bạn. Nhân bắn có hay không ạ? Rồi, tiếp theo level và tiếp theo. Nhân sẽ cố gắng bắn để tiêu diệt đến thằng boss cuối cùng nha các bạn nha. Đấy, để cho các bạn xem. Ui. Nào, tiếp tục nào. Đây. Bọn chúng đang lấp ở trong khu nhà này. Bọn chúng đang có một cái mục đích gì đấy. Ui giời ơi, đông vậy. Trời ơi, đông thế. Ui giời ơi, bọn họ bắn trả rồi. Ui giời ơi, mình trúng bị một viên rồi. Bây giờ nhân phải cố gắng giữ nhà, giữ máu nha, không để cho bọn chúng bắn trúng nữa nha. Đấy. Bây giờ phải tiêu diệt. Ôi tên này cầm Bali này là tên kẻ xấu. Đừng có mà, ôi chết rồi. Đừng có mà bắn ta nha. Ui giời ơi, bọn này bắn hay quá nhỉ, bọn nó bắn lên level càng cao bọn nó bắn càng hay luôn các bạn ơi nha, cứ bị trúng đạn luôn. Sắp tới tên trùm cuối cùng nha các bạn nha, sẽ bắn tên trùm cuối cùng nha. Lần này chúng ta đứng ở một cái vị thế, một cái ngóc nhà cao hơn. Ui trên đây có một bộ quần áo. Ok, ui rồi chúng ta chọn một vị trí khá đẹp. Rồi ok. Tên cầm vali này. Bọn mi không thể nào mà bắn trúng bọn ta được đâu. Rồi ôi, nhân bắn hay chưa các bạn ơi. Các bạn nếu thấy nhân bắn hay hãy cho nhân xin một like cũng như một lượt đăng ký ủng hộ nhân BB nhé. Ok. Rồi tiếp tục. Nào bây giờ tên cầm vali này ta sẽ bắn hạ gục mi trước. Ui chết rồi. Ui bọn này giả vờ các bạn ơi. Nó đội mũ nhân cứ tưởng là người tốt cơ, ai ngờ là bọn này là những kẻ xấu đội mũ này, ngụy trang này. Vẫn còn một tên nữa các bạn ơi. Đây rồi, tiêu diệt hết luôn. Xem nào, ui, sắp tới thằng trùm cuối cùng rồi nha các bạn ơi. Sắp tới thằng trùm cuối cùng rồi đấy. Xem nào. Ui, đây rồi, tên trùm cuối cùng luôn các bạn ơi. Nhân phải tiêu diệt hắn ngay lập tức mới được. Xem nào, bây giờ hắn đang ở đâu. Nhân phải tìm xem bây giờ hắn đang ở đâu mới được. Đây rồi. Tên trùm này tóc tai ghê quá. Một viên, ui, một viên hắn không chết các bạn ơi. Bắn nhiều, ui, hắn bắn trả rồi. Chạy này, lấp này. Chạy đi, mi chạy đâu, lấp sau ô tô à, mi bắn trả được ta không. Ui dồi, thay đạn, nguy hiểm quá. Ui giời ôi, hết shock luôn. Tên trùm cuối cùng đã bị nhân hạ gục rồi các bạn ơi. Các bạn thấy nhận bắn cái game này có hay không ạ? Ok. Tiếp theo nào, ui, sang cái màn tiếp theo các bạn nha. Chuyển đổi địa điểm khác. Địa điểm trước là có nhiều kẻ xấu nhưng nó tiêu diệt hết rồi. Bây giờ lại có một địa điểm khác nha, lại cũng nhiều kẻ xấu hơn các bạn ơi. Rồi nhân vậy. Ây, đứng trên cái thùng này. Ra vẻ ta đây. Oai à. Ui, bọn này lấp. Lấp này. Ui giời ơi. Lấp làm sao được. Bắn hơi bị chuẩn luôn, súng xịn đấy các bạn nhỉ. Rồi tiếp theo. Ây, đây. Nhân phải bắn tên cầm đầu này trước, không có tên. Hắn chặn về đích là hỏng hết việc. Ta ở trên đây cơ mà. Ơ đủ. Thằng này ngắm mình nhá. Các bạn ơi. Mày. Ôi chết rồi. Ôi sao lại nhanh có thể bắn trượt được quả đấy nhỉ. Mi ngắm ai. Chết rồi. Thằng này mất nhiều máu các bạn ơi. Ôi càng ngày bọn chúng càng mạnh nha. Bọn chúng bắn đau quá các bạn ơi. Rồi ôi khó khăn đấy. Bây giờ hơi bị khó khăn đấy. Rồi bây giờ chạm ga này. Ấy bắn phát lổ luôn. Đây. Mi đứng trên đây nhầm này. Tên này. Đang bắn nhân là bắn luôn các bạn ơi, tiêu diệt hết bọn chúng luôn các bạn nhé. Rồi ok. Tiếp theo level tiếp theo nha. Rồi ôi nhân sẽ bắn tiêu diệt thật nhiều tên xấu cho các bạn nha. Các bạn chỉ cần việc đăng ký ủng hộ nhân thôi ạ. Nhớ đăng ký và cho nhân xin một like nha. Đừng quên nhấn cả cái chuông theo dõi nha các bạn nha. Rồi đây. Mi đến gần này. Ui tên này khỏe thế nhỉ. Ôi giời ơi, phải bắn hai phát hắn mới chết cơ. Úi giời ơi, chạy lấp à. Ô, vẫn còn các bạn ơi.
bọn chúng ở đâu vậy? Ui ui, bọn chúng lấp ở đâu vậy các bạn? Ôi đây đây đây, đây. Rồi, ôi nhanh không nhìn thấy. Cái này đứng tít ở đây cơ. Mi đứng xa mà ta cũng bắn được Mi à. Súng ta súng xịn đấy. Bắn Mi là Mi chỉ có tiêu diệt luôn. Mi chỉ có lên chào trời luôn thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp cận cái trạm Nga này. Đấy, chúng ta bây giờ đã đứng xuống dưới đất rồi. Nhưng mà bây giờ kẻ xấu đang ở đâu? Đây rồi, đây rồi các bạn ơi. Mình nhìn thấy cái mũ của hắn. Ôi nhưng mà hơi khó bắn nhỉ. Khó bắn lắm. Thôi bây giờ mình sẽ phải bắn vào cái thùng này nha. Đấy, ui, bọn cướp này chạy đi đâu? Mi nhầm cái gì? Ui nó khỏe thế nhỉ? Ui nó khỏe thế, bắn hai viên vào người nó mới chết cơ. Chết rồi, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Nào, ui giời, ui. Đây này ơi, tên trên lóc nhà này các bạn ơi. Mấy cái kẻ xấu này gặp Nhân là Nhân cho tắt điện hết luôn. Ok các bạn, và cái video này của Nhân đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB nhé. Ok, và các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.